Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai đầu tuần, nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa rông, trong đó các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, còn phía Nam mưa nhiều về chiều tối. Quý vị cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông. Cụ thể, tại Bắc Bộ hôm nay sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Trong đó, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lượng mưa là trên 100mm. Mưa lớn xuất hiện dồn dập sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất tại khu vực vùng núi, trung du, nên người dân nơi đây cần hết sức chú ý đề phòng. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn Bắc Bộ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 28 đến 33 độ. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này tại miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 21 tháng 5. Khối khí mát đẩy rãnh áp thấp dịch xuống phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và tác động trực tiếp đến khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế. Hôm nay thì những điểm có lượng mưa vừa mưa to tập trung tại khu vực phía Bắc Quảng Bình trở ra Thanh Hóa. Còn khu vực phía Nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi, diện mưa ở mức rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nhờ có mưa nên nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình giảm xuống chỉ còn 29 đến 33 độ. Từ Quảng Trị đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng 34 đến 36 độ, nắng nóng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra cục bộ. Dự báo từ ngày 21 tháng 5, nắng nóng có khả năng dịu dần. Lui về phía Nam, với sự xuất hiện của đới gió Tây Nam đầu mùa nên hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rông nhiều về chiều và tối. Lượng mưa lớn được dự báo có khả năng xảy ra ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang. Còn ban ngày vẫn còn nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 32 đến 34 độ, còn Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ. Trên biển, mưa rông cũng là thời tiết chủ đạo tại cả hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mưa khiến tầm nhìn xa đều giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Do vậy, các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Ngày đầu tuần, những cơn mưa được dự báo là khả năng cao sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước. Thủ đô Hà Nội xác suất mưa cao trên 90%, quý vị cần chú ý đề phòng có thể xuất hiện mưa vừa mưa to, do vậy rất dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Vì vậy, để chủ động, quý vị nên sắp xếp đi sớm hơn từ 10 đến 30 phút. Tại thành phố Đà Nẵng cũng có khả năng mưa xảy ra nhiều với xác suất mưa cao là trên 70%, thời gian mưa tập trung nhiều về chiều và tối. Còn trong sáng và trưa nay, trời vẫn nắng nhưng cũng không còn mạnh, mức nhiệt cao nhất ngày ở Đà Nẵng là 33 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, xác suất mưa rông trong chiều và tối nay cũng tăng lên trên 75%. Mưa xuống sẽ làm dịu bớt cái nóng nực trong ngày đầu tuần. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là 34-35 độ. Trong 3 ngày tới, chịu tác động của không khí lạnh phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m hoạt động mạnh, nên mưa sẽ xảy ra nhiều tại Bắc Bộ vào khoảng chiều tối và đêm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung tại Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và Tuyên Quang. Mưa với cường độ lớn trong khoảng thời gian ngắn, thường kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên từ ngày 20 tháng 5, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm khoảng 2-3 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 30-31 độ. Với các tỉnh Trung Bộ,
Dự báo từ ngày 20 tới 22 tháng 5 cũng chịu ảnh hưởng của giải mưa rông phía Bắc, nên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có xu hướng tăng mưa cả về diện và lượng. Cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung xảy ra vào cuối ngày, đêm và sáng sớm. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trong ngày mai vẫn còn nắng nóng, tập trung ở các tỉnh từ Quảng Nam tới Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 21 tháng 5, nắng nóng sẽ có khả năng dịu dần. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió Tây Nam tầng thấp có xu hướng hoạt động mạnh hơn, kết hợp với rãnh thấp phía Nam vẫn còn duy trì. Dự báo mưa rông sẽ gia tăng trên cả hai khu vực này với diện rải rác, cục bộ có mưa to. Thời điểm mưa sẽ tập trung chính vào khoảng chiều tối và đêm, còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn. Đáng lưu ý, trong cơn rông thường kèm theo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm tiềm ẩn như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt trong 3 ngày tới tại hai khu vực này sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 1 tới 2 độ, phổ biến từ 30 đến 33 độ tại Tây Nguyên, còn Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển trong 3 ngày tới, khu vực Biển Đông thịnh hành gió Tây Nam, cường độ ở cấp 4, cấp 5, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ trong ngày 20 và 21 tháng 5 có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Thank you.